Nay là mùng 3 tháng 5 lịch. Nay cũng gần tới ngày tám nửa năm, mùng 5 tháng 5. Còn 2 ngày nữa. Hôm nay đi vô giường nên là mình nấu bánh tét. Nay tình hình trực tiếp cái ngày 3 tháng 5 âm lịch ở ngoài đường mới thật thời mọi người coi nha. Đây bác tài thân yêu. Ủa có tạm ngưng đâu là các tờ. Tạm ngưng là lúc nào? Video kép hả? Đây có thành viên BM đi theo nha. Giờ tới cầu Gạch Hổng 2 nè. Đường vô trong tòa nhà trắng. Phía ngoài trước là có cây kiển. Để coi cái chỗ nào ghé mua mấy cây kiển về vườn trồng. Mơ kìa ơi, không bận áo gì hết trơn. Giờ mình đã đi mua. Mình đã đi mua cây kiện cây rồi. Giờ mình đi kiếm cái cây sâm đất để mình trồng. Chứ không phải cây hương thảo nữa hả? Không, cây hương thảo mình đâu trồng gì trong có một cây nhỏ đây. Cây hương thảo để dưới nhà cho nó thơm. Ok. À tức là chị đây. Mua cây bất tử đi. Dạ chị làm cái gì? Trời ơi, chó ai mà dễ thương vậy nè mọi người. Được gì? Nó đang lái xe đó mọi người. Đó, hôm nay là Mơ sẽ là tài xế chính của xe mình nha. Rồi, đợi mọi người lên hết thì tài xế Mơ sẽ lên lái nha. Ví dụ một cái ghế thì mình có cây sâm đất không vậy á? Lấy một cây đi. Rồi cây nó đang rã. Vô luôn. Mình mua được một cây sâm đất nha mọi người. Giờ mình sẽ đi lên xe. Ok, giờ mưa quá rồi, tí gì vậy thôi. Giờ ở đây là giờ này là thời buộc là có nhóc rồi đó. Này kè mở tư hỏi làm gì gói té trụ, tao sợ lắm á, sợ ghét. Hỏi ai gói ổng gói, ổng gói ngon lắm đó, biết họ tưởng ổng là ai. Hỏi là ba, có ba nó ba ngồi gói kìa. Nói chuyện là khoảng 3 tiếng rồi. Nay chuẩn bị mùng 5 tháng 5 nha. Bây giờ cứ để hỏi giờ hôm nay là thợ buộc nhóc hết.
ra. Dịch là dịch Vinh. Dịch Vinh. Này là thở đâu? Dịch Vinh. Không phải. Không phải con ở chỗ gì quên rồi. Thái Lan. 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 Giống thiệt luôn á nha. Này Thái Lan. Thái Lan. Dạ. Không có gì hết. Anh gói bánh 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 không cho em không được đó. Bánh bánh cắt á, bánh cắt á. Đi dùng chân không đó. Dưa nếp nào? Còn đậu không mà làm gì? Thì đậu đậu không bánh đậu. Bánh đậu này là để sao hay là bây giờ mình làm gì? Mà hết cái này hả tính? Hết thì tính sao? Tính sao là tính cái gì? Tính như mà mình gói cái gì đó mình gói. Để mình vô như chuối sao? Có nghĩa mình vô như nhớ rồi còn gì cái mình làm. Nè, anh nấu cái này cũng ok mà thôi thì khó. Xong không? Ngồi đi hái rồi xong. Nãy giờ thiếu đi giờ mẹ cái người ta nhà bây giờ thiếu cái gì nè. Trời ơi, ổng còn không chịu vô cái gì. Hả? Ổng đi, ổng em đi đi, anh không đi, anh ở nhà đi. Trời ơi, là làm cái gì? Vô đây mà chơi, hưởng không khí. Nó nằm suốt ngày đó. Dạ, hưởng không khí cho nó bẻ. Này. Cái gì vậy? Tao đứng dậy mày mần nha. Dạ, cái gì đây? Làm giết cho thời gian không có được trời. Mẹ bà yếu mà. Hai ngày thuốc để về 230 ngàn. Hai ngày thuốc 230 ngàn hai ngày thuốc. Đó vậy được rồi. Còn ba chích là tao thấy hồng vô là 390 ngàn. Đúng rồi. Bây giờ mùa này muốn cho mau nhanh thì chích thuốc thôi cho nó ấy à. Đã đến tâm lý mà. Bây giờ muốn hết nè mau không. Rồi 390 nha. 390 là bằng ở lên xe lét thì 5 ngày bác sĩ. Nè để chi mở để vô mấy cái cục bở này nữa em ăn cho. Dạ rồi. Rồi. Muốn làm đi. Nó đây. Nào. Đưa lên trời. Đó quá vậy. Bây giờ là nay là không có lo, không có người gói, không có người là gì? Một dây cột. Nào mà gói tới chuối là dự kiên ra giữa mình làm dấu ăn qua à, tết là phải nhận gói gì đó. Hôm nay mùng 5/5 nha mọi người. Rồi chú nha. Chú mày để ghen đi, bên đây xong đi. Đây, thành phẩm là như vậy, nghe chưa? Cái gì em nói gì? Trời ơi, về được trời mơ. Màu xanh đẹp quá em. Chú đậu hồi cái lộn nữa. Bây giờ này chú. Hôm nay là cái không khí mùng 5/5 nhà tôi nha mấy bạn. Nha quý vị. Quý vị ơi. À, thường thì cái không lại thì mùng 5/5 là bánh xèo. Báo cáo với quý vị rằng các bạn nghe rằng là bây giờ đậu xanh nó có vấn đề.
ai biết comment cho mình biết nha. Đậu đậu xanh. Làm sao mà có làm giống không? Không, đậu xanh này á là ngâm, rồi ngâm một đêm qua đêm rồi sáng mình nấu. Nhưng mà bây giờ lại nó ăn vô có vị hơi nhẫn một chút. Mà không biết ai có để thuốc men gì trong đây không thì mình không biết. Nhưng mà có nhân chứng đây. Đó. Nãy giờ em vô mà. Giờ đói rồi hành. Này. Ủa. Con ăn đậu thấy bình thường mà sao chị hai nó đắng chứ. Đây đó, giờ đó, vậy nè, máy bay làm ở đây. Đó. Máng ở đây đây. Đó, thấy chưa? Cái này là hương vị Tết. Con làm hai quay nữa nhỉ, làm hai quay vậy. Rồi mấy qua. Đó. Đó, này đẹp không? À, đẹp không quý vị? Hiệu ứng. Hello, Minh Châu. How are you today? Nhìn này coi. Gì vậy? Ba đã chuẩn bị xong. Ủa, buồn chuối là ở đâu đem? Nghe hôm qua cứ ngồi lau lá vậy hả? Không quay cảnh được lọc dừa trời. Ê. Lọc hết luôn mà chịu nổi thôi, lọc 4 trái rồi còn nhiều bàn giao cho ông đại quá. Kia mưa nè, mưa gì nó mưa lớn luôn á, lớn dột nhà luôn, thấy không? Đưa qua quên, chưa đưa qua không coi nữa. Thấy tiền nó xích đậu biếc, mua cái băng cây qua đậu biếc về trồng cho nó. Vậy hả? Lý mà không làm vàng ở đâu, nhỏ leo không biết leo cột xuống, leo cột xuống sao leo. Đây giờ tới là công đoạn là phải dài nắng rồi phải không? Làm nhân chuối. Có rửa cái đồ lá bạch đầu này mà nó có cạnh. Cái này còn cũng bám cả lá bạch đầu này. Giờ này là bây giờ là 1 giờ. Sáng 9 giờ. Đó, đó con gói đó. 9 giờ mới có chưa có xào nếp. Trời ơi, gói cái hồi đầu bự đầu nhỏ này các tường ơi. Còn xếp qua. Gia đình đông vui quá chừng luôn nè quý vị. Sáng rồi. Mấy gì ông kia? Đây. Gì? Chưa có cơm. Con nấu quá, nó bưng cái chi đầu ra, nước con ngâm vô, đầu từ từ. Nó bị không phải xấu đẹp. Ở đó nó tay nó canh ra mà luôn. Không. Chừng ai ăn lấy vô ăn thôi. Đây bên đây là đòn mặn vừa xong, đây đòn ngọt. Hả? Cái gì? Cái gì nhỉ? Ủa đâu có bánh tét là cưng phải treo chứ cưng.
chen cho tao biết là mình bày gói bánh tét. Tới khi cưng nấu rồi cưng cũng phải treo vậy nè, nó không có thiêu, nó rõ nước xuống. Đúng ra mà nó hai không, hai không cái nào làm hết dở là thành thành quà đấy. Cái còn mình dư quên không, nó đá sữa ra đi rồi mà. Dạo có dở cho tầm bộ cho anh đi không? Dạ dạ. Dạ. Đâu không lẽ nó mượn cái quê là rồi là mình thắng đó mà. Ủa em mình thắng mà giờ sao? Cố nó là vừa cái bằng vừa là bên. Không bún à? Đây, tới giờ ăn, giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi. Ngán rồi. Ăn gì đấy? Đấy. Đó là này. Lò di động. Cái này mà nướng gà là bá cháy luôn. Khoai lang bỏ vô. Đó, bây giờ xong rồi. Đó là nửa nước không. Cái này có mượn của má Oanh. Cái má Oanh Phở Oanh á vợ. Cái nồi này hả? Dạ không, con mượn xong rồi, cái mượn nấu bánh tét mấy năm trước á, cái má nói hồi má cho luôn để nữa nấu bánh tét. À, cái này cũng má Quanh. Dạ. Mượn rồi bả cho luôn. Đây đó là xong rồi, bây giờ tới giai đoạn rồi là nấu bánh. Chị là bao nhiêu đoạn? 51 đoạn. Ừ? Rồi còn nếp không mày gói gì vậy? Dừa canh, dừa nếp, dừa như vậy. Thế hả? Cười có ba ơi. Mật là mật đó là trong thịt nó có hột hột đen. Có cái này là nó móc cái ruột ra đó. Dập mật á. Rồi cái mật nó nè, cái ruột nó đẩy rồi nè. Rồi mình bỏ móc không sạch đó, cái mật của nó nè. Nó trúng thôi, cái đó là không có được. Mật đụng nó ăn được, ăn thua được. Dĩ nhiên má bông chơi một giây vậy đó, một giây bánh tét hả? Vậy sao tới nhà chị kiếm người phục chay luôn á? Vậy hả? 300 ngàn chứ không dùng 200 ngàn. Bây giờ giá rồi, trước là còn 200 ngàn. Rồi vậy tết hôm nay mình sớm nhau đi làm đi. Dạ, tao quá, tao mượn 22 triệu. Con là 300. Dạ, ngày chắc 300 rồi. Để kia nó chờ hả? Đó, nó chờ hả? Đó, nó chờ hả? Đó, ở đây mình nghỉ. Cơm nước lo cho mẹ thôi. Tới nhà, ta kêu. Đi, Thải, tết năm nay đi buộc bánh tét không? 300 ngàn ngày. Cho mình nghỉ á. Tương trị đi. Trời ơi. Mà mơ đâu á, mơ à, mơ cái ăn cho nó tiện người đó, tao làm lại cho mày. Còn nếu mình dẹp dọn cho người ta nữa thì tiền khác nữa. Ngồi vậy hả? Mà chị có đi không? Chị có đi chưa? Không, không đi. À, về mọi người trên đây nếu mà ai mà tết có rảnh đi buộc bánh tét nha, mình thấy á. Trên nè có bà tám đó, tết nào cũng đi hết. Vậy ha. Ai?
Thầy tùy theo ông làm số lượng, ông làm bao nhiêu? Chị thấy đăng ký ở đây gấm té nha. Đăng ký thì thấy chị thấy nha. Ừ. 1 triệu. Đây đang đầu bếp đang thái kỹ thuật thái cá lóc nè, hai ngà sốt bông, ngà sốt bông không đứt bông, ngà sốt rồi giỏi nè. Thái cá là nói đi làm sao lấy xương, nhưng mà để vậy em quay không có được. Lấy xương cá ra hả? Cái miếng cá bác con có thích coi đá banh không? Pin đá bụng chưa con? Đây đây nè, ở đây hỏi coi đây Thiên Hạ thì ai cũng ngồi làm hết á, ai cũng có công việc hết á, còn đây hai sung sướng lên ăn. Thấy chưa, quay để làm bằng chứng chứ không thôi để mà hả à, để không thôi nói là làm không mà không có ăn. Đây rõ ràng, đây rõ ràng à. Đây mình đang chia từ thập chương, còn cái phần xương này là mình sẽ ướp muối chiên, còn nạc thì mình để làm nấu cháo cá lóc. Rồi sao bây giờ mình cắt gỗ mình đi hái rau nha, đi ngâm rau nữa, ai hái gì hái đi, tại vì mình rất là sợ sâu. Vậy là vợ dì Lan hái má đâu đó. Này là của vợ, của vợ Hiếu nè. À là lại gì chả? Chánh là chuối. Chuối không hả? Còn mình á thì không biết giống chánh thì mình nè. Ủa rồi có gói cho vị không? Có dạ. Mở không á? Có, đó. Có làm dấu không? Có làm dấu không? Màu xanh. À trời ơi, ai cũng có đòn cho nha. Đậu thì khỏi làm dấu mà nhưng chuối. Đâu gì á thì là mở như đậu mở thôi mà, vì không có để thịt với chứ muối. Quá dữ. Đi về làm dấu hết trơn ha, dấu kìa. Tiền đòn cưng là đòn gì tiền? Đây là rạp chiếc phim nha. Đây là chiếc phim của nhà gì nè. Lấy cái ly của em kìa. Trời ơi. Về này chị nè. Đó, bé 21 tuổi. Đây. 21 tuổi ôm con heo ngủ đó. Wow, đẹp bắt chân luôn. Quay phim. Đây là em bé 18 tuổi, không bao giờ lớn. Bây giờ gì? Đổ lấy lá chuối nhỏ bỏ vô chứ. Kim nó sâu rồi là chuẩn bị tờ giống cái chuyện rút tiếp. Quá nóng chưa? Quá gì vậy? Ăn mấy cơm gì? Vậy hả? Dì ơi, dì chồng.
rồi xách đầu đi rồi xách đầu về trước nha. Rồi bánh tét nha, cái đó là nhân mặn phải không? Gì vậy? Rồi ba lên ba để nhẹ nhẹ nó văng nước sôi vô mình ba. Mình lót cái lá chuối dưới á vậy. Để thịt thêm vô mình chưa còn mấy chuối gì bỏ vô. Đây. Đây thấy chưa? Nó giận à. Đây cái này là đòn à. Đây là bên là nhân chuối nha. Đó. Trời mưa mà có nồi bánh tét này nấu đã. Ấy ba văn ba để từ từ thôi. Đó. Cái này thêm nước không được? Thêm chứ. Mình phải châm nước vô thêm. Cái chừng cái vỏ coi hoài đó, rồi châm nước vô. Còn đó không chị? Còn cả. Cái năm mấy đòn mà nó rốt rồi. Thấy cũng nhiều đó. Ừ. 7 cái chín cái đấy. Năm mấy đòn. Mời đi vô. Đi vô. Đi vô. Mời vô phòng. Không đâu. Bông vô phòng rồi vậy. Lấy nước châm đi nào. Rồi, xong. Nhiệm vụ. Còn ở đây nó 8 giờ tối. Nào vậy? 2 giờ. 5 tới 6 giờ. 6 giờ. Khoảng 5 rưỡi 6 giờ đó. Rồi. Ừ. Đi bên nhà bánh tét nhanh chứ đâu đâu. Nấu đậu sống còn này mình xào lên nó gì? Mình xào dừa lên á. Bán luôn. Mưa trắng giả luôn. Wow. Ngon không? Ngon. Cho ăn miếng này nè. Một chút đó thôi nha. Đây là mì ý. Nó nhỏ ăn nó không biết nâng. Ờ lạc là có muối tiêu ngon mà. Con vừa ăn luôn á. Ngon không hả? Ê chờ cho cái gì đó cho thằng gì? Cậu là nó hút thuốc dữ lắm. Còn hôm nay cậu mặn. Ba ăn. Ba không ăn. Ba ăn ít đỡ. Rồi khói. Thấy không? Chết rồi, hạ xuống luôn. Cây này ok nè. Thường thăm á, lấy cái đồ gõ.
Có bọng á anh hả? Nó chưa chết liền nãy. Kè 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 lặn lên kìa, cá chê ăn thả kìa đó, đó ý, có cá chê đó đó đó, cá chê thả đó đâu có, nó có ra được bốt chặn này nè, chặn đường này nè, chặn ngang bữa đó mấy con. Ừ, hai con. Cái này xong rồi. Thì anh cũng chưa dưỡng, mà kêu mày đi, rồi coi nó dưỡng chưa. Mấy chị cho máy chắc ngang đây. Về chồng sạch nó mau. Nó mau lắm. Trời, có màu mau. Đi hái rau kìa. Đâu? Đi. Đi hái rau đi ra. Cái gì đi hái rau. Mưa xuống yên bình ha, nhà trong lan mới gặp yên bình hơn. Ủa cái đấy lấy gì đựng không? Vậy lấy tay thôi, ai biết. Tự ăn gì mà tư. Gì vậy? Nước thịnh lãng hả? Nước cỏ còn không? Nhiều lắm. Lỡ vậy. Bây giờ mình giờ này là mình không có chậm nữa nè, mình lấy. À, giờ này là 3 tiếng mấy rồi đó. 6 giờ lấy bánh nè. 6 giờ thử bánh. Giờ là 5:30. Không cần. Mình phải thử chứ không? Rồi mình cắt ra mình thử. Không mà ở dưới nó chín chín cho anh đó. Ở dưới thì nó có mỏng. Còn ở trên này là chú không mỏng. Chú mình để cái ngà nhẹ thì cho mình thử thử chứ. Mình thử ra con mở nó hiểu không? Đúng rồi. Không lẽ gì đó, thật tốt cha vậy đó. Alo. Mặc dù mình ăn không nhiều. Nghe nhỏ lại em nè, đứt nè. Lo lớn làm gì? Có lo, có chỗ bắt lo lớn á. Thấy cả cái hình luôn rồi đó. Hả? Thấy anh. Thấy anh mới lên Facebook đi nè, rồi em. Anh mở hình lên được không? Mở hình coi. Đâu gọi thì giờ mình hỏi. Anh mở hình coi. Anh tắm bê quê. Bây giờ dựng tắt đi. Dựng tắt, tắt đi dựng mở có hình. Rồi cái hình nè. Đây nè. Đang nấu bánh tét nè. À đúng rồi. Nhà dài cái gì nhà không biết chưa? Chưa. Thôi vậy chừng nào ấy đi xuống dưới đây chơi, dưới này nó không có gì hết. Không ạ. Ở trên xuống không được, nó cách ly chứ bà. Đúng rồi. Học tới nhậu. Đây bánh chín rồi nha, bây giờ đang tới công đoạn là lấy bánh. Có cái đồ gấp không? Gấp đá. Chạy lấy đồ để mà thử coi. Để. Bỏ vậy hỏi là đâu có nhau để uống gì đâu. À, với cái thùng nào thôi. Cái thùng màu nó như
nhân chuối trước. Ở ra trong này rộng rãi lắm. Nè cái đũa mà mẹ găm vô. Cái đũa găm vô nè. Rồi, cái chữa rồi. Để con bên để vô. À đó nè, cái đồ bánh tét nè. Đó. Đó nhấc vô. Đó. Đây là anh Tèn, đây là anh Tèn. Có là cái này á. Ủa rồi cái này để ngoài hả? Để ngoài coi nó làm sao mình mới mới. Ủa sao ba không nhúng luôn? Nhúng thì để tao chiếc nha ba. À. Bánh tét chín rồi nha mọi người, 4 tiếng đồng hồ. Kêu ai? Ôi, Tiện nó mang đâu chứ biết nó ăn gì lắm rồi. Tiện móc cái lỗ đấy làm cái nặng ra. Này xuống mà không? Mình giấu nè. Chuối. Từ từ đi qua để nó ngã đó. Ngã nha, cái này nó có 3 chân rồi nha, 3. 4 chân rồi, 3 sâu rồi. Rồi, được rồi, khoan. Nè, bụt meo quá nè. Tiền bụt nè. Mà không. Ăn thử rồi nè. Cái này đũa gấp không nha con. Ăn thử rồi. Con dễ ăn. Mày dễ ăn, biết mày dễ. Từ đi cô ơi. Không, mà coi. Dịnh coi, thấy không dịnh rồi, tưởng không dịnh. Trong bắt rồi, được rồi. Rồi, chánh. Ok. Chánh, chánh, chánh. Thử bột ra. Thôi rồi, đi nhắc xuống đi ông Tài. Chạy lại vợ của anh Hiếu á. Không, một là mời nhiều lắm đó. Rồi công gói luôn. Nhắc xuống. Ở ngoài đâu? Lại chọn chỗ đó. Đó là đâu? Về xuống đây trước à? Hay biết à? Dạ. Ông kìa. Thầy về vô đó chứ. Nè, bộ lên, bộ lộn vô hai cái rồi mày. Mày la lên. Rồi kiếm cái dĩ đi anh ơi. Cái đó chưa nhúng, cái đó chưa nhúng á. Trời lá chuối mà nó cháy luôn kìa chị thấy. Chuối chuối 70. Nhưng mà họ không phải làm giống như mình. Người ta bán mà như khác giờ mình gom lại mình làm hết, bữa nay mình được 2 triệu.
Đó là chuối ha chị thấy. Không phải đâu cưng, tại mình làm mình thấy không lời, nhưng mà thực chất người ta làm ta rất là lời. Sao lại nặng quá ông ba, để đây. Mơ đi vô, đi vô, đi vô lên ngay. Thứ gì mà chị nói? Nó lan vòng là bác ừ. Cho hết không? Trời em ơi, tháng vô chăm trai cũng chưa dám chơi chỗ này nữa nha. Ngày có ngày, ngày nào cũng vậy chơi nha. Tháng đâu thu nhập đâu chứ chăm trai cũng chăm trai chỗ này nữa luôn. Trời, tháng chăm trai con chơi, chị vô 50 chai thôi chị chơi như vậy luôn á. Thấy có mày. Bây giờ có là mừng chăm trai chăm mấy hậu hết luôn. Thì bởi vì có gia đình không biết đâu. Có đi em thấy sao đủ. Tao nói là như vậy, nói vừa tắm xong thì cái lò nó chút xíu đủ. Người ta làm nhuyễn nhừ á. Milo, 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 gà, có gà chấm kỳ gian gà đây con. Milo, lấy cảm trời, vô cái view này đẹp quá trời, đẹp lên. Ai ăn lấy nướng nha, chị Lan tự ăn á hả? Lan còn phải nữa con gà Lan mới nướng chứ. Lan hết này nha. Ăn trên ngồi trước không hà? Không nướng thì giữ như cậy. Không nướng nhiều cao, không nướng, không nướng. Tao gửi lên dẫn cho nó cuộc chi hội vô. Đó rồi, tôi thấy anh được không? Ờ, thì không rồi đó. Nhà ăn gà nướng nè con. Rồi họp mặt gia đình này vui quá ha. Đó. Ở chiều liên lạc với thầy Tám này
Dạ. Quay cho thầy bán câu được. Dạ, không tự đã luôn. Kệ mấy luôn ăn dạ chứ. Bà hỏi kìa cho lại. Ngoài có chưa? À, thấy vậy đó. Ớ lớp vậy mà màu. Tết đi nữa. Bữa nay là 28 Tết. Nói ra thì mày xì không? Thôi. Không ăn. Mang gọi. Rồi, xong rồi đó. Mọi người ở đây nha.